Tôi đứng đây trước nòng súng quân thù, tôi đứng đây nghe lòng đất rung nhịp sống. Kìa sông Cửu Long vẫn trôi xuôi, đồng xanh mênh mông vẫn reo, rừng U Minh kia hoa lá vẫn tươi màu. Tôi vẫn nghe đâu đầy vọng lên, tôi vẫn nghe đâu đầy vọng lên buồn tiếng ca chiều mến, ôi thiết tha tình yêu quê nhà. Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi đảng, chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công, làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, là không có tinh thần trách nhiệm. Đó là lời của Bác Hồ trong bài viết về tinh thần trách nhiệm được đăng trên báo Nhân dân số 36 ngày 13 tháng 12 năm 1951. Đây là năm đầu thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ và nhất định thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 đề ra. Trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có một số biểu hiện tư tưởng thiếu cố gắng, làm chưa hết chức trách nhiệm vụ, nói nhiều làm ít, làm chưa đến nơi đến chốn để kịp thời đấu tranh khắc phục và làm cơ sở cho các tổ chức học tập chỉnh đốn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết về tinh thần trách nhiệm. Thực hiện lời chỉnh huấn của Bác, trong thời điểm ấy các tổ chức đảng đã tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết gắn bó với nhân dân, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đảng và chính phủ giao phó, tạo tiền đề huy động sức mạnh của toàn dân tộc tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Đại đa số cán bộ đảng viên và quần chúng đều nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị, luôn thể hiện rõ tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, tận tụy với công việc. Cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, chủ động, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Tuy nhiên, cũng còn một số cán bộ, đảng viên, quần chúng có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm, bớt xén giờ giấc, làm không đúng quyền hạn, chức trách, nói nhiều, làm ít, làm qua loa, chiếu lệ. Đòi hỏi việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy về tinh thần trách nhiệm không chỉ là yêu cầu, trách nhiệm chính trị đối với cán bộ đảng viên mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với mọi tổ chức, cá nhân và mọi công dân yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày mai trên sông Cửu Long gió căng buồm lên như muôn cánh chim bay, rừng U Minh kia hoa lá thêm tươi màu, đời hát lên bài ca.